Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta luôn luôn được lời của Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể soạn sẻ ý của Chúa. Amen. Amen. Chúng ta sẽ mở trong Sáng Thế Ký 37. Cái nào từ câu số 3 này. Jacob thương Joseph hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Jacob đã cao tuổi. Jacob cho Joseph món quà đặc biệt, một cái áo choàng nhiều màu sắc sặc sỡ. Các anh của Joseph ganh tị vì thấy cha thiên vị, nên họ không còn nói chuyện ôn hòa với Joseph nữa. Một đêm Joseph nằm bỗng, sáng hôm sau liền thuộc cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét. Các anh nghe đây, tối qua tôi nằm bỗng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xuống quanh, cúi mọt xuống trước bó lúa của tôi. Các anh bảo thế là mày muốn cai trị chúng ta sao? Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói của Joseph. Joseph là nằm mộng và thuộc cho các anh. Các anh hãy nghe chiêm bao của tôi. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi. Joseph nói với cha và anh em mình, cha vỡ trách Joseph về những lời này. Mộng bị gì quái gở thế? Không lẽ cha, mẹ, anh em đều phải cúi mập trước mặt mày sao? Các anh càng căm tức, nhưng cha lại lưu ý điều ấy. Hôm nay chúng ta sẽ có một đề tài, đó là cuộc đời trải qua những chiếc cắn. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thật là quá diệu kỳ, quá tuyệt vời. Không có gì khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta, mà không có điều gì mà Ngài không biết. Và Ngài tế trị hoàn toàn trên thế giới, Ngài tế trị trên dân tộc của Ngài, và Ngài cũng tế trị trên toàn thế giới nữa. Amen. Nên chúng ta nhìn vào cuộc đời của Joseph. Ông là một con người mà Jacob yêu mến, bởi vì con của Rachel, người mà Jacob yêu mến. Và ở đây chúng ta thấy Jacob thương Joseph hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Jacob đã cao tuổi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được trong Kinh Thánh có những cuộc đời làm phu tù, có những cuộc đời là tử tù, nhưng mà cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã nhắc lên làm hoàng hậu. Như là ECV là người phu tù, đúng không ạ? Mặc-cô-chê là phu tù, nhưng mà được cắt nhắc lên làm tể tướng. Daniel cũng là một phu tù, và Daniel cũng là tử tù, nhưng mà Ngài vẫn cắt nhắc lên làm tể tướng của Babylon. Amen. Đó là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được, những việc lớn và khó mà chúng ta không thể từng biết được. Và Đức Chúa Trời diệu kỳ vô cùng, và Ngài sẽ làm điều đó cho những người kính sợ Ngài, cho những người có những sự khải thị từ nơi trên Chúa. Cảm ơn Chúa. Qua khải thị mà Jacob, Joseph con Jacob đã thấy từ Đức Chúa Trời, đó là anh em của ông phải cúi xuống trước mặt ông, cả nhà ông đều phải cúi xuống trước mặt ông. Có nghĩa là Jacob trở thành những con là con người lãnh đạo gia tộc của mình, gia đình của mình. Đây là khải tượng, đây là mục đích mà Đức Chúa Trời đã ban cho Joseph. Và khi một người có khải tượng thì người đó nắm bắt khải tượng, sống với khải tượng,
và tin chắc rằng những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ thì Ngài sẽ làm cho trọn. Amen. Amen. Tôi tin chắc mỗi cuộc đời của chúng ta, khi Ngài đã chọn lựa, khi Ngài đã kêu gọi, Ngài lấy ân điển của anh chị em, thì Ngài có mục đích cho anh chị em. Và hãy nhìn thấy mục đích của Đức Chúa Trời, hãy nhìn thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh chị em, những cái ân tứ, cái sự ban cho của Đức Chúa Trời trên anh chị em để làm gì. Và chúng ta cần phải hiểu được điều này để chúng ta có thể trở thành những con người mà làm cho cái ơn của Chúa nó gia tăng thêm lên. Đúng không ạ? Nếu chúng ta một ta lăng thì hãy làm lợi một ta lăng. Mà nếu chúng ta làm hai ta lăng thì hãy làm lợi hai ta lăng. Mà nếu chúng ta làm năm ta lăng thì hãy làm lợi năm ta lăng cho được Chúa Trời. Hãy cứ làm. Bởi vì Chúa đã chọn lựa, Chúa đã kêu gọi. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta ngồi đây. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta biết Chúa. Bởi vì Ngài đã biết trước chúng ta rồi. Ngài đã biết trước, Ngài kêu gọi chúng ta từ khi trong lòng mẹ. Có thể là Ngài kêu gọi chúng ta từ trước buổi sáng thế nữa. Amen. Nên chúng ta phải hiểu rằng có một Đức Chúa Trời đang chọn lựa, đang kêu gọi Joseph. Và là một Đức Chúa Trời cũng đang chọn lựa và kêu gọi mỗi đời sống chúng ta. Để chúng ta phải làm gì trước mặt Đức Chúa Trời? Joseph là một người được cha yêu mến, được cưng chiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Joseph cũng là một người rất là siêng năng làm việc. Phải vậy không ạ? Ông phải được cha sai đi tìm anh của mình một nơi đồng hoang xa xôi. Một mình vẫn đi tìm các anh đem đồ cho các anh. Và ông là người rất là siêng năng chứ không phải là một con người được biết rất siêng năng và rất là tốt. Tôi đọc lại cuộc đời của Joseph, tôi thấy Joseph quá tuyệt vời và rất là tốt. Chúng ta thấy chiếc áo đầu tiên của Joseph đó là chiếc áo rất là đẹp. Bởi vì cha cưng, không, cha yêu thì cha mua một chiếc áo nhiều màu sắc mà rất là đẹp. Tôi tin chắc là rất là đẹp và làm cho các anh mình phải ganh tị, đúng không ạ? Ở đây là điều mà chúng ta thấy được. Khởi đầu là Joseph có một chiếc áo trong gia đình, một chiếc áo rất là tuyệt vời của người cha ban tặng cho chính đời sống của mình. Joseph từ khi sinh ra cho đến khi bị anh em mình bắt đi là 17 tuổi. Phải vậy không? Ông được 17 tuổi, tuổi thanh niên, một cái tuổi đầy sức sống. Nhưng bây giờ cái chiếc áo đẹp đẽ đó đã bị lột bỏ đi để rồi mặc chiếc áo của một người nô lệ. Chúng ta thấy Joseph có nói điều gì không? Không thấy cái đám đi Joseph nói điều gì, làm bằng điều gì cả. Bạn bè không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là khi Joseph được bán qua Ai Cập ở nhà Potiphar thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph. Amen. Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Joseph, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Joseph về mục đích của Ngài, thì Đức Chúa Trời luôn luôn ở với Joseph. Amen. Amen. Đức Chúa Trời luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta là những người được chọn lựa, những người được mặc khải, được bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Chúng ta biết mục đích của Chúa trên đời sống của mình là gì không? Chúng ta có biết mục đích không? Joseph biết mục đích. Joseph biết rõ ràng là ông sẽ là người lãnh đạo gia đình của mình, dân tộc của mình. Amen. Một người thấy chiêm bao trở thành một người giải chiêm bao cho người khác. Amen. Một điều rất là diệu kỳ, phải không? Một người có ơn của Đức Chúa Trời sẽ dùng ơn đó làm ơn cho nhiều người khác. Amen. Và tiếp tục ơn đó được thể hiện. Phải vậy không? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Joseph từ một con cưng ở trong chiếc áo đẹp bây giờ trở thành một người nô lệ, phải mặc một chiếc áo nô lệ. Và không thấy cái đám ghi cái sự phàn nàn hay là xeo vang oán trách Đức Chúa Trời của mình, oán trách anh em của mình. Joseph chịu đựng, sẵn sàng chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ đã là một người nô lệ, nhưng mà Joseph
là một người rất siêng năng làm việc, phải không? À, làm cho Potipha nhưng làm cho Chúa, amen. À, bất cứ làm điều gì nhưng làm cho Chúa, không phải làm cho người ta. Nên Joseph được chủ vừa lòng, được chủ yêu mến, được chủ cân nhắc lên làm quản gia. Amen. Chúng ta thấy được những người nô lệ, người ta không còn lối thoát, phải vậy không? Nô lệ không phải nô lệ ngay bây giờ cũng có những con người nô lệ bị bán qua Campuchia, bị bán qua Trung Quốc, hay là bị bán vô chỗ chứa nào đó, chỗ làm việc nào đó, khó giải thoát, phải vậy không? Và cũng có thể được giải thoát là có thể chính quyền, công an họ có thể giải thoát. Nhưng mà những người nô lệ ngày xưa đã bị bán rồi, bởi vì đó là phong tục. Khi người ta bán, có chợ nô lệ đã bán rồi, thì những người làm nô lệ không có lối thoát, chỉ là suốt đời nô lệ mà thôi. Amen. Amen. Nhưng mà đối với Joseph thì không có tư tưởng tiêu cực. Đối với Joseph rằng là ông có một Đức Chúa Trời ở với ông. Amen. Amen. Đức Chúa Trời ở với Joseph. Có nghĩa là Ngài đã ban khải tượng cho Joseph, thì Ngài theo đuổi cuộc đời của Joseph. Ngài ở với ông, Ngài luôn luôn bày tỏ cho ông. Và ngược lại thì Joseph luôn luôn có mối thông công với Đức Chúa Trời của mình. Amen. Amen. Chúng ta có tin điều này không? Amen. Không phải là một chiều. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ở với Joseph, và Đức Chúa Trời cũng ban phước cho Potipha. Mọi công việc của Potipha đều được phước bởi vì Joseph ở trong nhà của Potipha. Đức Chúa Trời ban phước cho Potipha, ban phước cho tất cả tài sản của ông. Những gì mà Joseph cai quản thì Đức Chúa Trời ban phước. Lạ lùng không? Amen. Như vậy thì một người chủ sẽ được cảm hóa, phải không? Được cảm hóa bởi vì Joseph ở với mình thì được phước quá, phải không? Tài sản mình được phước, cái gì của mình cũng được phước hết, bởi vì Đức Chúa Trời của Joseph. Nên ông cân nhắc và đặt để Joseph trở nên một người quản gia hoàn toàn tài sản của mình, gia đình của mình, tất cả mọi con người ở trong nhà. Chúng ta nhớ Gia-cốp không? Ở với La-ban thì sao? La-ban được phước không? Được phước rất là nhiều, giàu có. Đây là chúng ta phải nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước. Chúng ta ở đâu thì Đức Chúa Trời ban phước ở đó. Amen. Chúng ta ở nhà nào, Đức Chúa Trời ban phước cho nhà đó. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ điều này. Đây tôi thấy rằng tôi ở đâu thì những người tiếp đãi đó họ được phước rất lớn. Amen. Amen. Những người tiếp đãi công tác của Chúa, những người tiếp đãi người của Đức Chúa Trời, tiếp một tiên tri, bởi người đó là tiên tri thì được thành thưởng của một tiên tri. Amen. Tiếp một người trẻ nhỏ cho uống nước lã mà thôi cũng không mất phần thưởng của mình. Và Chúa Giêsu nói rõ là ai tiếp các ngươi là tiếp ta, ai tiếp ta là tiếp đấng mà sai ta. Amen. Nên chúng ta thấy được Joseph ở Potiphar dù là một người nô lệ nhưng mà có một Đức Chúa Trời lớn lao vô cùng, có một Đức Chúa Trời toàn năng toàn tri toàn tài ở với ông. Amen. Thì ông vui sướng rồi đúng không? Amen. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Amen. Amen. Khi có Chúa đó, dù chúng ta đi trong trũng không lâu thì trũng ấy cũng có mặt. Amen. Amen. Joseph ở trong một địa vị nô lệ nhưng mà làm cho những người chủ, những người cùng nó lệ với ông cũng thấy phước lành từ Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ở đâu thì cũng có sự sống ở đó, bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời hàng sống đang ở với chúng ta. Amen. Mà nhớ điều này, Joseph lên chức quản gia, từ chiếc áo nô lệ trở thành quản gia, thì còn không anh chị em? Amen. Bởi vì công sức của ông, đời sống của ông, phải không ạ? Bất phục Potipha không chê chút nào cả. Amen. Và điều vô cùng quan trọng đó là Đức Chúa Trời ở cùng với ông. Amen. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rằng Chúa ở với chúng ta đời đời, phải không?
ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Chúng ta có ý thức được rằng là chúng ta ở với ai thì người đó được phước. Người vợ ở với chồng thì chồng được phước. Amen. Người chồng ở với vợ thì vợ được phước. Và những người Đức Chúa Trời ở trong nhà mình, có Đức Chúa Trời hiện diện trong nhà của mình thì nhà mình phải được phước. Amen. Mình không có những cái tư tưởng xấu, phải vậy không? Không có những cái tư tưởng nổi loạn gây phân rẽ gia đình, gây phân rẽ hôn nhân, gây phân rẽ trong bọn bà con, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, phải không? Bởi vì người của Đức Chúa Trời ở đâu thì ở đó phải được phước. Xung quanh hàng xóm chúng ta họ mới phải nhận được phước. Cảm ơn Chúa. Joseph không phản nàn nhưng mà biết Đức Chúa Trời ở nên làm việc rất là siêng năng, rất là lạc quan, không phải lo buồn, không biết được rằng là mình phải như thế nào, bởi vì có một cách rõ ràng rồi. Amen. Tôi ơi, các bạn thân niên ở đây, những người trẻ tuổi, chúng ta có mục đích không? Tức là nếu mà chúng ta vào cái tình trạng giống như Joseph thì giờ chúng ta có thể nói là xong đời tôi rồi, phải không? Một cái tuổi trẻ, tuổi thanh niên bây giờ phải làm nô lệ cho người ta rồi, có nghĩa là xong đời tôi rồi. Có nghĩa là thế nào để thoát khỏi mà người đó có thể tiêu cực, người đó có thể tuyệt vọng, phải vậy không? Nhưng mà hãy nhớ rằng có một Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì tất cả những điều đó phải lùi đi. Amen. Phải lùi đi. Giống như Chúa Tiên vừa rồi mới làm chứng rồi. Những cái tư tưởng mà tiêu cực, những cái tư tưởng cản trở sự cầu nguyện thì hãy nói với nó là trong danh Chúa Jesus Christ mày lùi ra khỏi. Amen. Không có đưa những cái thứ rách rưởi đó vào trong đời sống của ta. Amen. Amen. Chúng ta phải là một người giống Joseph. Tôi tin chắc rằng Joseph có những tư tưởng tiêu cực có thể xảy đến. Nó có thể nói rằng mày là xong đời rồi đấy, phải vậy không ạ? À? Mày là con cưng nhưng mà bây giờ mày là thằng nô lệ rồi, xong đời mày rồi. Có thể có những cái tư tưởng đó, nhưng mà Joseph khước từ và không chấp nhận những cái tư tưởng đó. Bởi vì Joseph có thể nói rằng ta có một đích. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ta mục đích của Ngài, ta mà tiến tới mục đích. Amen. Đời sống chúng ta ngày hôm nay, khải tượng chung của chúng ta đó là gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Amen. Đó là khải tượng chung mà Ngài đã bày tỏ rồi. Ngài đã bày tỏ rồi, chứ không phải là chúng ta cứ hỏi Chúa ơi con phải làm gì, con phải làm gì, và con phải làm gì. Hãy làm đi, bắt đầu từ Jerusalem đi. Rồi Chúa sẽ bày tỏ từng bước chúng ta sẽ bước đi. Cái khải tượng rất là rõ ràng như vậy mà chúng ta lại cứ chờ đợi, con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì. Hãy cứ làm chứng cho Chúa. Amen. Amen. Hãy cứ làm chứng cho nhiều người xung quanh đời sống của chúng ta, rồi Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta từng bước một. Amen. Cảm ơn Chúa. Lên chức quản gia thì sao? Phong độ hơn phải không ạ? Sang trọng hơn phải không ạ? Là một chủ của những bầy ô dưới rồi, phải không? À, chỉ dưới quyền của Potiphar và bà vợ con thôi, còn tất cả thì dưới quyền của Joseph. Amen. Nhưng mà mặc áo quản gia sang trọng đẹp trai của nó nói rằng là Joseph rất là đẹp trai, phải không? Ồ, và làm cho bà vợ của Potiphar phải hàng ngày thề, phải không? Thì chúng ta thấy được rằng là bây giờ Joseph đã bị đưa xuống Ai Cập. Potiphar, người Ai Cập, thì chúng ta thấy bà vợ của ông thì sẽ như thế nào? Chủ giao cho Joseph coi tất cả gia sản mình, không cần lo gì, chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn. Joseph là người vạm vỡ đẹp trai. Sau các việc đó, bà chủ liếc mắt đưa tình với Joseph, bà bảo hãy ngủ với em. Nhưng Joseph khước từ và đã, ông chủ đã giao thác cho tôi tất cả
Trong nhà này nên ông không cần lo đến nữa. Trong nhà không có ai lớn hơn tôi. Chủ không giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ ba ba, vì ba là vợ của ông chủ. Lẽ nào tôi làm điều đại ác mà phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Ngày này qua ngày khác bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ, nhưng chàng vẫn khứ từ không chịu ngủ với bà hoặc ở gặp bà. Nếu trường hợp những người nam ngày hôm nay gặp cái bà chủ như thế này thì sẽ ra sao? Cơ hội phải không? Có phải là cơ hội thì quên nhưng là trả lời không? Ngày hôm nay có rất nhiều sự cám dỗ về tình dục. Tưởng là nó lệ không bị cám dỗ à? Phải vậy không? Dùng là quán gia vẫn là nô lệ á, chúng ta nhớ nha. Dùng khổ có bị cám dỗ không? Nghèo có bị cám dỗ không? Ăn xin có bị cám dỗ không? Có hết. Phải vậy không? À, mà nhất là những con người vạm vỡ đẹp trai như Joseph thì càng bị cám dỗ. Và cám dỗ thì sao? Ông đắc thắng ra khỏi sự cám dỗ. Amen. Bởi vì ông tôn trọng người chủ của mình. Amen. Ông yêu mấy người chủ của mình. Amen. Và điều vô cùng quan trọng là có một Đức Chúa Trời ở với ông. Amen. Ông phải sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ông không thể phạm tội. Chúng ta nhớ là phạm tội thì sao? Chúng có nghe không? Nếu tôi chúng ta vào điều ác thì sao? Chúa chẳng nghe tôi. Phải vậy không? Amen. Joseph bị cám dỗ. Mà nếu Joseph chú tâm vào điều đó, nếu Joseph nằm ngủ trằn trọc không ngủ nổi và cứ mơ tưởng đến bà vợ của Potiphar thì sao? Ông sẽ phạm tội ngay. Amen. Bởi vì lòng cưu mang dẫn đến tội ác mà. Amen. Phải vậy không? Nhưng mà Joseph phải khước từ. Không những khước từ khi bà cám dỗ, nhưng mà trong giấc ngủ, trong việc làm của mình luôn luôn khước từ. Amen. Bởi vì cái sự cám dỗ nó thường xuyên đeo đuổi cuộc đời của ông. Ông khước từ một cách mạnh mẽ bởi vì ông có một Đức Chúa Trời đang ở với ông. Amen. Và ông có một con người tốt, một con người yêu mấy chủ của mình, và ông không thể làm điều ác đối với chủ. Và ông không thể làm một điều đại ác đối với Đức Chúa Trời. Amen. Ông giữ một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. 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 Để rồi Chúa luôn luôn ở với ông. Chúng ta nhớ điều này. Chúa hứa rằng Chúa ở luôn với chúng ta cho đến tận thế. Chúa ngự trong chúng ta rồi là Ngài ở với chúng ta đời đời. Nhưng mà chúng ta có giữ Chúa ở với chúng ta đời đời không? Chúng ta có giữ Chúa ở với chúng ta từng giây từng phút ở với chúng ta và Ngài hiện diện luôn với chúng ta không? Amen. Thì chúng ta nói ra, có phải là Thánh Linh từ trong lòng của chúng ta nói ra không? Khi chúng ta làm, có phải là Thánh Linh từ trong lòng chúng ta đồng hành với chúng ta không? Cái cách mà Joseph giữ được Đức Chúa Trời ở luôn với mình đó là sống một đời sống thánh thiện trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. 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 Nếu chúng ta không sống thánh, bởi vì Chúa là thánh, các ngươi phải nên thánh, chúng ta không thánh thì chúng ta đánh mất đi Đức Chúa Trời. Mà nếu đánh mất Đức Chúa Trời thì chúng ta mất tất cả mọi sự. Amen. Nếu mà cuộc đời của Joseph đánh mất Đức Chúa Trời trong chỗ này thì ông phạm tội. Chúa không nghe của ông nữa. Ông sẽ có những ngày tháng rất là đau khổ, đúng không ạ? Những ngày tháng rất là đau khổ. Cho đến chừng ông có thể ăn năn trở lại, với cái đời phục hồi lại. Và chúng ta nhìn thấy tình hình, có nhiều người từ bỏ Đức Chúa Trời, có nhiều người làm thấy ý riêng của mình. Giống như là Samson vậy, làm trò cười cho thiên hạ, làm trò cười cho kẻ thù. Rồi cuối cùng là gì? Cũng kêu cầu Chúa, và Chúa cũng thương xót. Nhưng mà nhìn vào lịch sử cuộc đời của Samson chẳng tốt đẹp gì cả, đúng không? Nhưng mà nhìn vào cuộc đời của Joseph là vô cùng tuyệt. Amen. Chúng ta chọn ai? Chọn Joseph hay là chọn Samson? Ngày hôm nay chúng ta thật sự cái khải tượng của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó không thâu suốt, nó dài hạn và có nhiều điều ngăn trở cái cuộc đời của mình, mà làm cho chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời nó
không thành tựu cái đời sống của chúng ta và không gọi là ý cha được nên cái đời sống của mình bởi vì chính chúng ta chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta sẵn sàng khước từ của bé vợ như là Joseph không? Amen. Ở đây là bởi vì một người thân thiết thầy giải xuất sắc mà có đây được lên ông quản gia rồi, đồ ăn cũng rất là ngon rồi đó, mà thầy giải sức khỏe, bạn vợ đẹp trai nữa. Thế như vậy thì sự cám dỗ nó đến đúng lúc, phải không quý bạn chị em, đúng không? Khi ông làm nô lệ là một chiếc áo nô lệ đó, làm việc với các nô lệ cùng nô lệ với mình ra đồng chăn chiên chăn heo hay là bất cứ thứ gì đó thì bà chủ không nói nghe gì phải không hả? Nhưng mà bây giờ thì khác à, phải không ạ? Là người nổi bật, là một người đẹp trai vạm vỡ và sự cám dỗ nó đến đúng lúc. Nhưng mà Joseph đã chiến thắng. Amen. Bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Và ông không muốn khải tượng mục đích của Chúa phải bị gãy đổ qua cuộc đời của ông. Amen. Amen. Nên ông đã chiến thắng. Nhưng mà chiến thắng rồi thì điều gì xảy ra? Phải vào trong tù, bị vu khống, bị sỉ nhục. Chúng ta suy ngẫm đi. Một người mà bị cái tội này nó nhục lắm, đúng không? Cái tội gì mà tội tà dâm này nó rất là nhục. Không, thế gian bây giờ ai có sợ những cái tội này, nó rất là nhục nhã. Nên ông bị vu khống, thật sự nhục nhã, thật sự đau đớn. Có nghĩa là vợ của Potiphar đã lột khỏi cái áo quản gia của ông, ông mới ban cho đó, bây giờ lột khỏi cái áo quản gia của ông rồi và bây giờ phải mặc chiếc áo cũ. Đau đớn không chị em? Nhưng mà thấy rằng là khi ông vào tù thì nó là Đức Chúa Trời ở với Joseph, rồi Ngài lấy sự nhân từ thương xót ở với ông. Ồ, thêm sự nhân từ sự thương xót được, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời luôn luôn đồng hành với Joseph, dù bây giờ ở trong tù thì Joseph vẫn có một Đức Chúa Trời ở với ông. Amen. Mà Đức Chúa Trời ở với ông là Đức Chúa Trời có những cái chương trình hoạch định cho chính đời sống của ông, phải vậy không? Chúng ta nhớ biết rằng là nếu không vào trong tù thì sao, làm sao gặp với ông quan kia, đúng không? Mà nếu không gặp với ông quan, làm sao gặp vua Ai Cập được? Bởi vậy thì chương trình của Đức Chúa Trời hình như là đưa Joseph lên thật là cao, bây giờ đưa Joseph xuống thật là thấp vào trong tù. Hình như đau đớn phải không? Rất là đau đớn phải không? Cảm ơn Chúa. Nhưng mà Joseph vẫn lạc quan, vẫn sống một đời sống thật sự là một con người của Đức Chúa Trời. Ông có mối thông công với Chúa, luôn luôn có mối thông công với Chúa, giữ Chúa luôn ở với mình. Và Đức Chúa Trời ban phước cho Joseph phải không ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng là một đêm mà quan chức ở đây là hai quan bị giam lâu ngày trong ngục và chỉ huy trưởng ngự lâm quân cắt Joseph phục vụ hai quan. Ông vào trong tù, Chúa cùng làm việc với ông, Chúa đồng hành với ông, lấy sự nhân từ và sự thương xót của Chúa ở với ông. Thì chúng ta thấy được rằng là ông cũng được chủ cai quản tù tin cậy Joseph và giao hết cho Joseph lo mọi sự luôn, giống như là Potiphar giao cho Joseph làm quản gia. Và cảm ơn Chúa, ông là người mà đánh giữ hai cái vị quan phục vụ hai con người này. Một đêm thì quan trước tử và quan hỏa đầu
đều là mộng. Và giấc mộng của mỗi người có ý nghĩa khác nhau. Sáng hôm sau, Joseph và bé hai quan đều buồn bã. Chàng hỏi hai vị quan chức của vua Pharaoh đang bị giam với mình trong nhà chủ mình: tại sao hôm nay sắc mặt của hai quan buồn như thế? Và hai ông đã kể cho Joseph về cái khải tượng của mình, cái giấc chiêm bao của mình. Thì Joseph giải thích rất rõ ràng: một ông là quan tử chánh nó sẽ được phục hồi trở lại ba ngày sau, và mà làm quan trở lại dẫn được cho vua, còn ông kia thì sao? Sẽ bị treo cổ, treo lên cây và cho chim trời. Và điều đó xảy ra đúng như vậy. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng là khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta một giấc chiêm bao, khi Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta điều gì đó, thì chúng ta là người được ơn Chúa. Chúng ta hiểu cái sự cải thiện từ nơi Chúa, chúng ta hiểu được cái mục đích từ nơi Chúa, và chúng ta vẫn tiếp tục trở thành người được ơn để giải nghĩa những giấc chiêm bao cho người khác. Amen. Amen. Không phải chúng ta chỉ là hiểu cái giấc chiêm bao của mình mà thôi. Khi Ngài đã bày tỏ và chúng ta hiểu được ý nghĩa của giấc chiêm bao mà mình đã thấy, thì chúng ta cũng dễ dàng hiểu những giấc chiêm bao mà Chúa mặc khải cho người khác để giải nghĩa cho chị ba cho họ. Và những gì mà Joseph giải nghĩa đó nó đúng với ba ngày sau thì điều đó xảy ra như vậy, phải không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy không phải Joseph giỏi mà giải chị ba, phải không? Nhưng mà Joseph có mối thông công với Đức Chúa Trời. Joseph có mối thông công. Kinh Thánh không ghi lại cái sự thông công giữa Joseph với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đời sống của ông rất là lạc quan, đời sống của ông mà thắng hơn tội lỗi, thắng hơn sự cám dỗ. Và đời sống của ông được ơn trước Potiphar, được ơn trước mọi người, trước các quan, trước những người cai tù, được ơn bởi vì ông có mối thông công với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông để ông có thể giải chìm vào cho hai vị quan này. Amen. Rất chuẩn, rất chính xác, chứ không phải lơ mơ. Đây là điều rất là diệu kỳ. Và cảm ơn Chúa, sau khi đó thì hai quan ông ban tự chánh này đã được phục hồi trở lại dân thường cho vua rồi, thì ông đã quên mất tiêu cái điều mà Joseph nói là khi quan được phục hồi thì quan nhớ đến tôi, quan mà cảm ơn Chúa quên suốt 2 năm như vậy. Và cái điều gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, điều gì mà Đức Chúa Trời đã quyết định, thời gian thuộc về Đức Chúa Trời. 2 năm sau thì Chúa cho Pharaoh thấy những giấc chiêm bao, và đây là giờ mà Joseph sẽ ra khỏi tù để mặc một chiếc áo vô cùng tuyệt vời, sang trọng để gặp vua. Amen. 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 Tóc tai được hấp tấp, được tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo tốt đẹp nhất để gặp chiếc vua. Amen. Không còn cái mùi tù nó hôi hám nữa, nhưng mà là một người vô cùng tuyệt vời để đứng trước mặt vua và trò chuyện với vua. Amen. Chúng ta thấy rằng là chiếc áo này cũng rất là tuyệt vời, không? Vua đã cho, và ông có thể ngồi đối diện trò chuyện với vua, và vua bày tỏ cái giấc chiêm bao của mình cho Joseph, và Joseph đã giải nghĩa rất rõ ràng cho vua. Phải không ạ? Rất rõ ràng cho vua. Đó là sẽ 7 năm đối kiếm, và sau đó 7 năm được mùa trước hết, rồi sau đó 7 năm đói kém nó sẽ xảy ra cho nước Ai Cập và cho toàn thế giới. Và vua thấy Joseph quá tuyệt vời, phải không? Joseph quá tuyệt vời. Và Joseph được trở thành một vị đệ tướng, bởi vì vua nói rằng là Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ngươi biết tất cả mọi điều, bây giờ không ai khôn ngoan hơn ngươi cả. Không có ai khôn ngoan hơn ngươi cả, chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi sẽ làm chức thể tướng là quản trị cả Ai Cập, và ta làm vua, bởi vì ta hơn ngươi một chút, đó là ta là vua mà thôi. Nó thật ra ta cũng không khôn ngoan bằng ngươi đâu. Phải không ạ? Vua rất là khiêm nhường, vua rất là kích sở Đức Chúa Trời, bởi vì những cái gì mà mình đã chiêm bao, và cái sự
cái sự sức giàu của Chúa, cái sự khôn ngoan của Chúa ở với Joseph. Và chúng ta nhớ rằng là người của Đức Chúa Trời, người được sức giàu, các pháp sư, các phù thủy nói chuyện với vua, vua chẳng thích chút nào, phải không? Và họ không giải được, nhưng mà Joseph giải được. Và chúng ta chú ý rằng là lời của Joseph được sức giàu. Amen. Và lời đó có sự sống, lời đó có quyền năng, chứ không phải như những người phù thủy thầy bói kia. Amen. Bởi vì Joseph được sức giàu, Joseph được Chúa ở cùng, nên cái sự sức giàu đó lời ông nói ra và làm cho vua phải bị bắt phục. Amen. Phải bị bắt phục. Và vua đã đặt để Joseph làm tể tướng, một người tù bây giờ làm tể tướng, từ một con người ở trong chiếc áo tù bây giờ trở nên một chiếc áo tể tướng của Ai Cập, và từ quan trở xuống dưới đều phục tùng và khâm phục Joseph. Amen. Và Joseph trở thành một con người gọi là cứu thế giới thời bấy giờ, cứu Ai Cập và cứu cả gia đình của mình. Cảm ơn Chúa. Sau đó thì gia đình của ông cũng bị đói rồi, thiếu gạo, thiếu lúa rồi, phải đi lấy Ai Cập để mua. Và chúng ta thấy được cái thải tượng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Joseph đã được ứng nghiệm bằng con. Amen. Một người thấy thải tượng là lãnh đạo gia đình của mình, nhưng mà muốn lãnh đạo gia đình của mình phải lãnh đạo một vương quốc lớn lao là vương quốc Ai Cập. Vương quốc ấy là vương quốc làm chủ thế giới thời bây giờ, phải không? Chúa không những mà để cho Joseph trở nên một người lãnh đạo gia đình của mình, nhưng mà Joseph trở nên một người lãnh đạo thế giới và đem lại cái sự cứu chuộc cho thế giới thời bây giờ. Amen. Đem lại nó cơm ấm áo cho đời sống của họ và trở nên một người vĩ đại, một người vô cùng tuyệt vời, và để lại cho mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy cuộc đời của Joseph, tôi nhìn thấy là khi bán cho Potiphar làm nô lệ cho đến quản gia, rồi vào trong tù khoảng 13 năm, lúc ông lên làm thủ tướng là 30 tuổi, khoảng 13 năm đó, Joseph siêng năng xuất sắc làm việc. Amen. Joseph có một đời sống rất tốt và làm cho ai nấy đều phải tôn trọng và khen ngợi. Amen. Và Joseph là một con người có cái nhìn về tương lai của mình. Amen. Có cái nhìn về tương lai của mình, và ông không sống một đời sống tiêu cực, ông không phàn nàn, không làm mầm, không có một cái điều gì đó mà ngăn trở cuộc đời của ông, và ông có cái nhìn tương lai. Và có cái nhìn tương lai đó, Joseph làm gì anh chị em? Joseph ông làm cái gì mà Kinh Thánh thì không có ghi lại. Tôi thấy rằng Joseph rất siêng năng học hỏi tiếng của Ai Cập. Amen không ạ? Bởi vì ông là người Adam đi trở về Canaan, trở về cái nơi mà Abraham ở. Abraham đã đến, tức là Jacob trở về đó. Như vậy thì khi ông lên làm tể tướng, ông nói tiếng Ai Cập rất là trôi chảy, đúng không ạ? Ông học về phong tục tập quán của họ, ông để ý từng chút khi ông làm nô lệ, khi ông làm quản gia, khi ông vào trong tù. Có nghĩa là ông gặp gỡ từng bối cảnh, đụng chạm từng bối cảnh, học hỏi từng bối cảnh, và nhất là ông là người học tiếng Ai Cập. Amen. Và khi ông lên làm tể tướng là một con người Ai Cập. Amen. Họ nói rất là thông dụng tiếng Ai Cập. Và chúng ta thấy được rằng là có Đức Chúa Trời ở với Joseph thì cái vị vua Ai Cập này ông không phân biệt dân ngoại hay là dân mình, ông không phân biệt là tù hay là tù nhân hay là một người trí thức gì cả, phải vậy không? Ông không biết giai cấp gì hết, và ông đã cân nhắc và đưa Joseph về làm tể tướng, thì đây là một điều vô cùng tuyệt vời.
Amen. Một người tù ra làm tể tướng, chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Mà Chúa ra chẳng ai làm được điều này. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của làm phép lạ, là Đấng toàn năng, không có gì khó cho Đức Chúa Trời. Amen. Cuộc đời của chúng ta ngày xưa không ra gì hết, nhưng mà bây giờ ra đến người thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Là bởi Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ở chúng ta ở trong sự nghèo khổ, nhiều lúc không nhà ở, không có việc làm, và bây giờ chúng ta có việc làm, chúng ta có nhà ở, chúng ta có tất cả mọi sự, chúng ta có một Đức Chúa Trời nương ở với chúng ta. Amen. Thì điều gì mà làm chúng ta phải phiền lòng? Tưởng ra hãy học bài học với Joseph. Trong mọi hoàn cảnh Joseph vẫn vui, vẫn lạc quan như thường. Amen. Ông không làm bằng, không oán trách, và cứ cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự. Amen. Cuộc đời của chúng, của tôi cũng vậy. Trải qua nhiều gian khổ thử thách rất là nhiều năm tại khổ lòng này. Bị tai nạn giao thông hai lần suýt chết, bị mất đồ hai lần dọn sạch nhà cửa, nhưng mà mỗi lần tôi nói cảm tạ Chúa, con cảm ơn Chúa, con có biết điều gì xảy ra, nhưng mà Chúa nói là phạm điều gì cũng tạ ơn Chúa, thì con cảm tạ Chúa. Tôi không làm bạn, và tôi học được cái bài học của Dốt. Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời cắt đi, con cảm tạ Chúa. Amen. Nên chúng ta cần nhìn thấy rằng một người được Chúa mặc khải, được Chúa chọn lựa kêu gọi, thì Ngài sẽ huấn luyện người đó. Dù Ngài đưa chúng ta ra mọi hoàn cảnh, có thể lên cấp rất là cao, có thể xuống thấp là rất là thấp, nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa đang huấn luyện chúng ta. Trong Thi Thiên 66 câu 10 đến câu 12 nói rất rõ không ạ? Ngài đưa chúng ta qua nước qua lửa, rồi thử thách chúng tôi, rồi Ngài cho người ta tạt cái đầu của tôi, rồi Ngài đưa tôi ra nơi giàu có. Amen. Đúng như cuộc đời của Joseph, Ngài đưa ra nơi giàu có và đầy quyền lực. Thắng phải không ạ? Bởi vậy mỗi cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, hãy hướng về mục đích mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Hãy nhìn lại cái ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chính mình. Ngài ban cho không phải là uổng vậy. Amen. Ngài ban cho thì Ngài sử dụng cái ơn của chúng ta, chúng ta tiếp tục được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết công chính trước mặt Chúa, là một cái đời sống mà người khác khen ngợi. Giống như là trong công vụ đoạn 6, những người họ chọn những chấp sự thôi, nhưng mà chọn những người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và Đức Tin. Amen. Cái người đầu tiên được chọn làm chấp sự là những con người tốt. Amen. Cái người tốt ấy là gì? Làm gì? Giúp đỡ người khác, nhường nhịn người khác, hy sinh cho người khác, không ăn thua với họ, rất tốt cho họ, phải không? Giúp đỡ họ đúng mọi điều. Đó là người mà được khen ngợi, đó là người tốt. Amen. À, mà cái người tốt đó sẽ tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh và Đức Tin nữa, thì sẽ trở thành một chức vụ thành công. Amen. Chức vụ của Joseph là một chức vụ thành công. Cuộc đời của Joseph là cuộc đời thành công. Dù nô lệ vẫn thành công, quản gia vẫn thành công, là một người và trong tù vẫn thành công, và một người làm tể tướng vẫn thành công. Amen. Trải qua nhiều chiếc áo, có thể đau khổ, có thể tối tăm, và có thể hãy nói rằng là không biết điều gì có thể xảy ra cho cuộc đời của mình, nhưng mà có một Đức Chúa Trời ở cùng, thì chúng ta biết chắc rằng chúng ta ở trong tay. Amen. Chúng ta đang ở trong tay của Chúa, dưới sự lãnh đạo của Chúa, có quyền sống chết thuộc về Chúa. Amen. Người mà Chúa đã chọn. Trong Roma đoạn 8 thì nói Chúa biết trước anh chị em, Chúa chọn lựa anh chị em để anh chị em giống hình ảnh con Ngài, để con ấy trở thành con cả dưới vòng anh chị em. Ngài chọn chúng ta để chúng ta giống Chúa Giêsu, phải giống Chúa Giêsu. Và cuộc đời của Joseph giống như là hình ảnh của Chúa Giêsu vậy. Là một người cứu thế giới, cứu gia đình của mình, và Chúa Giêsu cũng là đấng cứu thế, cứu toàn thế giới. Và Chúa chọn chúng ta, những người mà Ngài chọn thì Ngài cũng hy sinh là công chính. Ngài hy sinh công chính, Ngài cũng làm trong ơn hiệp. Amen.
Ngài đã quy sinh công chính, Ngài cũng làm cho vinh hiển. Bởi vậy Ngài sẽ làm vinh hiển anh chị em. Hãy bước đi theo mục đích của Đức Chúa Trời. Hãy bước đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống tại sao đi nữa, nhưng mà sống với thánh linh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một người sống với thánh linh của Đức Chúa Trời, giao thông với thánh linh của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ thành công trong chức vụ và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ thành tựu trong đời sống của chúng ta. Amen. Chúa mong ước mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay sẽ thành công trong chức vụ và sống trong đời sống siêu nhiên, sẽ trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời và làm những việc vĩ đại mà Chúa Giêsu đã làm và vĩ đại hơn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta thật là tuyệt vời. Không có người cha nào muốn con của mình phải bại hoại. Không có người cha nào muốn con của mình phải nghèo khổ hay là đau ốm bệnh tật. Nhưng mà Ngài muốn con của mình phải đầy dạy sự vinh hiển, phải thành công trong chức vụ và phải là những con người giống Chúa Giêsu mỗi ngày, giống anh cả của mình mỗi ngày, để rồi Chúa được vinh hiển qua hậu thánh của mình. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy được chức vụ của mình, thấy được sự kêu gọi của mình. Và tôi nhắc lại rằng chúng ta hãy sống với khải tượng, phải sống với mục đích. Ý cha phải được nên trên đời sống của chúng ta, ý cha phải được thành tựu trên đời sống của chúng ta, chứ không phải rằng là Chúa chọn chúng ta để tranh đấu với đời, để làm ăn, để kiếm tiền và cực khổ như vậy đâu. Phải vậy không? Chúa sức giàu người nào được sức giàu thì Chúa nói sao? Kiều dân sẽ tăng cường cho các ngươi. Còn gì nữa? Dân gọi, những người gọi bước sẽ cày vườn nho cho các ngươi. Còn các ngươi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chỉ cao. Amen. Chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chỉ cao. Không? Người mà dấy lên và sáng lòe ra thì người đó họ sẽ hưởng được cơ nghiệp của các nước, các dân tộc, các vua, các hoàng hậu, các biển cả mà tấm đem đến. Và người nhỏ nhất trở nên cả nhà, và người hèn yếu nhất trở nên dân hồn mạnh. Ta phải cố gắng làm điều đó. Anh chị em hãy làm đi, vì thời gian sống còn bao nhiêu nữa. Chúng ta biết được những biến cố trong thế giới, mà nhất là Israel ngày hôm nay, thì chúng ta hãy tỉnh thức và hãy làm công việc Chúa, hãy hết lòng làm công việc Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ có những phần thưởng lớn hơn ngay đời này cả trăm lần hơn, và đời sau hưởng được sự sống đời đời, bảo đảm cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ làm đời này mà thôi, thì chúng ta nhớ rằng là khi ra đi chúng ta không đem theo cái gì hết, và chúng ta cũng không có phần thưởng gì trên thiên đàng mà cha của chúng ta ban cho chúng ta. Chị Hồ Thánh, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hãy đọc cầu nguyện trong thiên đàng, hãy đọc cầu nguyện trong thiên đàng. Cuộc đời của Joseph phải trải qua những chiếc áo. Có những lúc thật sự rất là tối tăm, rất là đau khổ, nhưng mà kết cục đầy dẫy sự vinh quang. Đức Chúa Trời khải thị, Đức Chúa Trời ở cùng, và Đức Chúa Trời hoàn thành chương trình của Ngài trên cuộc đời của Joseph, và Ngài cũng sẽ hoàn thành trên cuộc đời của chúng ta. Hãy sống như Joseph, hãy ra khỏi tội, hãy thắng hơn sự cám dỗ, hãy sống cho Chúa. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.